Này à, em cái này đầu mùa hay gì vậy? Mua về nhà nữa. Đầu mùa hả? Này đầu mùa hả? Sữa đầu mùa. Phí 60 ngàn. Đi học có bán sao vậy? Để học 25 ngàn. Hồng 25 ngàn ký. Mấy ký? Ký tư. Đây trái cây quận 5 nha. À, ngay bến xe Chợ Lớn. Chợ Lớn. Con gái đậu đâu rồi? Dạ tính. Xuồng 40 ngàn. Đi con ơi, ở đây. Ở đây trái cây nhiều quá cả. Xoài hay nhiều trái cây quá. Xăng nữa.